Các bạn ơi, bé nó làm trường quay ngạc nhiên lắm. Con gái thích gì con? Dạ con thích hình dáng. Cho con, hãy sáng suốt lên. Biết cho con chọn lại, con chọn cái gì? Con thích cái này. Ở đâu lại có một đứa trưởng thành như vậy? Người ta sẽ chọn những cái phù phiếm xa hoa. Nếu là các bạn sẽ chọn con búp bê hay chọn miếng sticker? Ai cũng sẽ chọn búp bê hết. Nhưng không, em nó có lập trường riêng. Em mới chọn miếng sticker. Đừng tưởng người ta có sự lựa chọn sai lầm. Không, người ta có mục đích cho cuộc đời người ta hết. Về nhà con được dán vô phòng nó đẹp. Vì thấy không, em nói rằng người nó rất là, nói chung là chín chắn, hiểu biết. Đó là một cô bé trưởng thành. A few moments later. Xì xụp, tôi vỡ hòa. Tôi không tin vào những gì trước mắt tôi nữa. Bé nó giống tôi quá. Nó lật lọng một cách mà không ai đoán được. Trời ơi. Giận tôi vẫn giữ nó là một bé trưởng thành. Quý vị đừng có nghĩ là bé nó đang lật mặt. Không, đó là chiêu thức của nó đó. Dương đông kích tây. Tôi nói để cho chị em yên tâm thi đấu. Nhưng sau khi nó chiến thắng, nó biết được cái điểm đến của nó là gì. Nó chụp cái bà búp bê chân dài của ta. Thưa quý vị, đó là cô bé biết được mục tiêu trong cuộc đời mình là gì. Sticker không, chỉ là bàn đạp mà thôi. Mục tiêu của cô ta là cái giò của ông nhỏ búp bê. Đó, khẳng định vẫn là một cô bé trưởng thành. Các bạn ơi, không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra với các bạn nhỏ đâu. Các bạn sẽ cực kỳ bất ngờ. Trấn Thành đã bất ngờ, chắc chắn các bạn cũng sẽ bất ngờ. Và đừng quên đón xem chương trình Nhanh Như Chớp Nhí được phát sóng trên HTV2 vào 20 giờ tối Chủ Nhật hàng tuần để đón xem những điều bất ngờ đó nhé.